Rồi cho Duy Pháp miền Tây xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay một chiếc sáng cặp dây HB đang giọng cự bằng xuống giọng cự bằng cần. Cần này 25m các bạn. À, đang giọng ra. Ủa, xuống kè các bạn ơi, kéo là xuống thước mấy không các bạn. Đó, nó thấy luôn các bạn ơi. Có anh thợ phụ đang chỉnh lỗ mà. Đó. Kéo cao lên gái. Cái lỗ này nó bị lỡ các bạn, rồi bây giờ nhà nước người ta điều là lại ta giọng cừ nó chống lỡ các bạn. Hết nổi rồi, không chịu kéo cao lên. Nè, để mình quay các bạn xem cái cần nữa nè. À, cần đó, cần cao 25m đó, cần khủng. Cây này là người ta đổ ở tại chỗ luôn các bạn, rồi người ta đổ chừng nào nó chơi xong nó đem xuống chiếc xà lan, ta thi hành thành công. Kìa, yeah, biểu diễn kìa các bạn ơi, đó là anh chồng. Anh thở, anh đeo và đeo dây à. Nguyên khu này lỡ cả vài trăm mét các bạn, lỡ cả 300-400m đó. Ở bên đó có trái một cái trái xây hoa trái rộng rồi. Đó, trái nó nằm đó. Cẩu lên rồi, gà cẩu lên rồi. Mạnh xuống cái này mới hấp dẫn các bạn ơi. Ồ, oh, mấy tấn à ha. Chồng vô cái đó đó bà. Là dập xuống á. Vô cái, vô cái, vô. Cũng hơi căng à. Đó, vô rồi. Đây hình thức là dòng sao nha. Lúng cả xuống các bạn ơi. Đè xuống kìa. Ô, nặng dữ ta. Ô ô ô. Ghê à, ghê à, ghê à. Ô. Quá dữ, quá dữ. Rồi xuống các bạn ơi. Quá hay luôn, quá khéo luôn. Ghê không?
Rồi vậy đã xong một cây nha. Để cho Duy Pháp mình đây xin kết thúc video. Chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Nhớ cho Duy Pháp một đăng ký và một chia sẻ nha. Và một like máy bay. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bye.